Con xin lỗi, con xin lỗi. Tốt bụng. Mặc dù là tiên cá về Lan Anh cũng không cho tiên cá vô bờ tham quan. Bây giờ tiên cá phải trở về với nước. Cảm ơn rất nhiều ạ. Ok mọi người. Ê, ở đó có chân vịt á, đừng bơi cái đó. Chân vịt ở phía sau, đừng có bơi ra cái chân cái kia. Thầy cầm máy quay đi, con lên bờ thầy. Cầm máy quay con lên bờ. Cho lên phải không? Chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì thời Covid mọi người thấy mình là người ta sợ lắm rồi. Người ta coi mình giống như là một con vi trùng chết chóc. Thế nên làm sao để tiêu trừ đại dịch đây mọi người? Hãy bảo vệ thiên nhiên và động vật. Nếu tiếp tục tàn phá thiên nhiên và động vật sẽ còn nhiều những lời nguy hiểm khác đến với chúng ta còn hơn cả Covid-19 nữa. Và sự kỳ thị, sự ích kỷ của con người sẽ càng tăng trưởng. Và họ có thể hại mình, hủy diệt mình. Nguy hiểm lắm á. Muốn mang đến một tình yêu thương rộng lớn đến tất cả mọi loài thì mọi người hãy cùng chung tay góp sức xây dựng một hệ sinh thái tốt. Ok, coi tôi lên bờ nè. Sức mạnh tiên cá hết một cái là bay lên thuyền nè. 1, 2